huấn luyện viên Park Hang-seo tái xuất với bóng đá ở Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trở lại chỉ đạo trong một trận đấu bóng đá tại Bình Dương. Ngày 31 tháng 1 năm 2023, huấn luyện viên Park Hang-seo chính thức kết thúc hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc khép lại hành trình 5 năm thành công cùng bóng đá Việt Nam sau nhiều thành tích ở cấp độ đội tuyển quốc gia và U23. Từ đó đến nay, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn tiếp tục ở lại Việt Nam để duy trì công việc với một học viện bóng đá mang tên ông. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng tham gia với vai trò cố vấn cho đội bóng tại giải hạng nhì quốc gia. Theo thông tin từ trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tái xuất sân cỏ trong tháng 7 tới. Trợ lý Lê Huy Khoa viết, trước tiên là ngày 12 tháng 7, thầy sẽ tái xuất ở sân Bình Dương, làm huấn luyện viên cho team Park Hang-seo trong trận đấu từ thiện do cầu thủ Nguyễn Tiến Linh mời. Mới đây, truyền thông Ấn Độ cho biết huấn luyện viên Park Hang-seo ứng cử làm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia nước này. Đơn ứng tuyển của huấn luyện viên Park Hang-seo nằm trong số 214 đơn đăng ký đã gửi đến Liên đoàn bóng đá Ấn Độ, AIFF. Người đại diện của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng xác thực thông tin này với truyền thông xứ Kim Chi. Huấn luyện viên Park Hang-seo là người tiên phong, mở ra viễn cảnh đầy triển vọng cho các huấn luyện viên Hàn Quốc ở Đông Nam Á và tôi nghĩ đây cũng là cơ hội tốt để ông phát huy khả năng cầm quân xuất sắc của mình. Cũng như các nhà cầm quân Hàn Quốc ở khu vực Nam Á. Trong khi đó, tờ Time of India lời đại diện phía Liên đoàn bóng đá Ấn Độ rằng huấn luyện viên Park Hang-seo là người hùng của bóng đá Việt Nam. Việc một vị chiến lược gia như vậy quan tâm đến bóng đá Ấn Độ là một dấu hiệu tốt. Phong cách bóng đá của huấn luyện viên Park Hang-seo nhắm vào các đội bóng hàng đầu với những pha phản công mạnh mẽ sẽ rất phù hợp với Ấn Độ.